Phiên tòa ly hôn giữa Angelina Jolie và Brad Pitt kéo dài từ tháng 9 năm 2016 đến nay vì cả hai chưa thống nhất về việc mà chăm sóc con cái. Tuy nhiên thì theo một số những thông tin vừa được báo giới truyền thông công bố thì Angelina Jolie có thể là sẽ mất quyền nuôi con nếu như không tạo cơ hội để Brad Pitt có thể gần gũi với con và gia tăng tình cảm giữa cha con họ. Và cụ thể như thế nào, ngay sau đây xin được mời quý vị chúng ta cùng theo dõi những thông tin mà Let's Show cung cấp ngay sau đây. Ngày 12 tháng 6, tờ The Plus công bố những tài liệu của tòa án xét xử lại việc phân chia quyền nuôi con giữa nam tài tử Brad Pitt và diễn viên xinh đẹp Angelina Jolie. Theo đó, mình tin Maleficent có thể mất quyền chăm con nếu không tìm cách giúp Brad Pitt có cơ hội gần gũi cải thiện tình cảm với 6 con. Trong tài liệu, thẩm phán cho biết việc 6 đứa trẻ không có liên hệ với bố sẽ rất ảnh hưởng tới chúng. Ngoài ra, ưu tiên hàng đầu cho các con của cặp sao là duy trì mối quan hệ tích cực bền vững với cả bố và mẹ. Brad Pitt và Angelina Jolie được yêu cầu sắp xếp một cuộc gọi điện giữa họ, các con và hai nhà tâm lý học để thỏa thuận về lịch trình mùa hè. Brad Pitt sẽ có 4 tiếng một ngày bên các con, trừ Maddox đã 16 tuổi và được quyền chọn ở với ai, từ ngày 8 tháng 6 tới ngày 17 tháng 6 tại London, Anh, nơi Angelina Jolie đang thuê nhà để tiện quay phim Maleficent 2. Trong khoảng thời gian này, ít nhất 2 lần bố con Brad Pitt phải có cuộc gặp với nhà tâm lý. Vào cuối tháng 5 năm 2018, Angelina Jolie và Brad Pitt mâu thuẫn vì không thống nhất được việc phân chia quyền chăm sóc con. Angelina Jolie muốn đưa con tới Anh để tiện quay phim, trong khi Brad Pitt bỏ nhiều dự án để được ở bên con tại Mỹ suốt mùa hè. Angelina Jolie và Brad Pitt dính tiếng xét ái tình khi đóng chung bộ phim Ông Bà Smith năm 2004. Sau đó, cả hai vấp phải sự chỉ trích gay gắt của dư luận khi Brad Pitt chia tay vợ là Jennifer Aniston để đến với Angelina Jolie. Angelina Jolie đệ đơn ly hôn Brad Pitt vào tháng 9 năm 2016. Cả hai có chung với nhau 6 người con là Maddox, Bastien, Zahara, Silo, Knoss và Vivienne. Trong đó có 3 con đẻ và 3 con nuôi. Hậu chia tay nhiều lần cả hai được đồn đoán sẽ quay về bên nhau, nhưng cuối cùng điều này không thành sự thật. Trong thỏa thuận tạm thời với tòa án, Angelina Jolie có quyền nuôi 6 con, trong khi Brad Pitt được đến thăm theo lịch.